Hello, Thành xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Vâng, hôm nay Thành đang ở Sài Gòn nha cả nhà, đang ở quận 4 tại quán đặc sản Lạng Sơn vịt nướng nha, lá mắc mật nha cả nhà. Đấy, 100B Tôn Đản nha cả nhà. Đấy, Thành có người bạn giới thiệu Thành tới đây mua vịt quay. Đấy, nghe nói vịt đặc sản Lạng Sơn ngon lắm, thì Thành cùng đứa bạn tới đây mua vài con về ăn chơi nha cả nhà. Đấy, vịt vàng ươm luôn cả nhà ơi, quay hấp dẫn quá trời luôn. Đấy, cả nhà thấy không, quay đổi liên tục hai tầng luôn cả nhà. Đấy, trên tầng trên thì 6 con, ở dưới thì cũng 6 con luôn, 2 tầng. Đấy, mình quay mà thấy thèm luôn nhà nhà, à, không biết ngon không nữa. Nghe nói bạn giới thiệu ngon lắm, để lát mua thử về ăn coi ngon không. Nếu mà cả nhà ai muốn ăn thịt quay thì tới 100B Tôn Đản mua nha. Đấy, đặc sản ở Lạng Sơn đấy, vịt mắc mật đấy, quay thơm phức luôn cả nhà, thì ngon, chắc ngon lắm, chưa ăn mà thấy thèm, thấy ngon này đấy. Đấy, đang quay rồi nè, đang đợi bà chủ quay chín này mua về rồi nè. Mua hai con về ăn thử coi ngon không cả nhà. Hấp dẫn quá, người ta ăn rồi, người ta hình như ở bên lề đường người ta bán, buôn bán cái gì. Ngon quá trời luôn, hấp dẫn. Quay đều luôn cả nhà ha. Lạng Sơn vịt mắc mật, lâu lâu vào Sài Gòn mua vịt về ăn chơi. Ngủ đang chặt cả nhà, phải chặt mùa nhiều á, chủ này quay quá trời luôn, mấy con luôn rồi, ngày bán chặt phải vài chục con nữa cả nhà. Cho mình chặt nhỏ ra về ăn như vậy. Thì một con nó chín rồi. Đặc sản Lạng Sơn Hoàng Long, thịt nướng lá mắc mật. Nhận đặt hàng địa chỉ nha cả nhà. Đó, có số điện thoại luôn. Cả nhà ai ăn thì tới đây mua. Video đến đây kết thúc nha cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye.